Xin chào ông, cảm ơn ông đã nhận lời mời phỏng vấn của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Ông có thể cho biết là với cái việc mà ngắm Vịnh Hạ Long từ trên cao thông qua máy bay trực thăng thì nó sẽ có cái sự khác biệt và trải nghiệm mới mẻ với người dùng như thế nào so với việc là du thuyền hay là những cái phương thức truyền thống khác thưa ông? Tôi nghĩ cái điều phải nói ngay về cái đặc điểm của dịch vụ này đó là đẳng cấp và độc đáo. Dịch vụ hàng không thì luôn luôn là đẳng cấp, và trong những chuyến bay của chúng tôi ở đây thì có khi du khách đang chèo thuyền thì mọi người đều ngửa mặt lên nhìn. Bay ngắm cảnh bằng trực thăng thì mình sẽ có một cái trải nghiệm mà gọi là bird eye view, tức là mình bay trên cái độ cao tương đối ở trên mặt biển và mình có thể nhìn được mây trời ở bên cạnh, và mình nhìn xuống dưới thì biển đảo ở một cái vùng tầm quan sát rất là rộng đấy, và một cái cảm giác rất khác biệt. Nó rất khác với bay máy bay cánh bằng, để mình bay máy bay cánh bằng thậm chí là quý vị là sẽ không biết là mình đang chuyển động. Thế còn đối với máy bay trực thăng, nhất là máy bay trực thăng dừng cho Hạ Long Heli Tour, là cái cabin kính của nó rất là rộng, cho nên là hành khách gần như là có cái trải nghiệm như mình đang lướt trên không trung. Hẳn lúc này thì khán giả cũng đang rất tò mò về cái chiếc trực thăng sẽ đưa du khách đi tham quan Vịnh Hạ Long. Ông có thể giới thiệu một chút về cái mẫu trực thăng này được không? Bell 505 thì nó là cái dòng máy bay hạng nhẹ mới nhất được sản xuất bởi nhà máy bay sản xuất máy bay trực thăng Bell đến từ Mỹ. Bell đã giao được trên khắp thế giới hàng nghìn chiếc Bell 505, thì Bell 505 là một cái loại máy bay cực kỳ là an toàn, tin cậy. Chiếc Bell 505 thì có 4 ghế cho du khách, và cái tất cả các vị trí được thiết kế 3 ghế dưới và 1 ghế trên bên cạnh phi công thì đều có một tầm nhìn rất rộng, và nó khác biệt so với cả các cái dòng máy bay trực thăng khác có thể sử dụng trong ngắm cảnh, đấy là các vị trí ngồi đều có thể thưởng ngoạn ngắm cảnh như nhau và có một cái tầm nhìn rất tốt. Hạ Long Heli Tour của chúng tôi nó vừa là một tour, nó vừa là một game, nó là một bởi vì sao cái thời gian cái tour tiêu chuẩn của chúng tôi thiết kế có 12 phút thôi, nó cũng giống như một cái trải nghiệm du khách khi đến với các cái game đặc thù trên bãi biển như mô tô nước hay là đi dù lượn cano kéo. Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình.